Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực Trần Vân, Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 92 của bộ truyện Võ luyện điên phong, tác giả mặt Mạc, nguồn tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi truyện. Xin chào bạn Lê Bi, Chào An Trương Chào Nguyễn Thị Phúc Vân Chào bạn Ngọc Lợi, chào Hoàng Nguyễn, chào Nhất Nguyễn nha Vâng xin phép một truyện Chương 531 Không yêu đương Trừ phi Dương Khai tìm một nơi cách xa chiến thành Tránh khỏi mọi tay mắt của họ hiện tại tình thế đã đến mức này đặc đích chi chiến liệu có bị ảnh hưởng dương khai cũng không biết nếu như vì chuyện này gia tộc tước đi quyền tham chiến của hắn thì cũng không phải không có khả năng thu ước mộng lo sợ chính là điều này mới kéo dương khai vào phòng đóng kín cửa để bàn chuyện chỉ có điều bây giờ có lo cách mấy cũng là vô dụng quyết định của gia tộc không phải là chuyện dương khai có thể can thiệp như vấn đề của huyết thị lần trước, gia tộc bảo không cho là không cho. Mặc cho Dương Khai có phản kháng tranh cãi ra sao thì rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp. Cho dù lúc ấy hắn cũng đã được hưởng không ít lợi ích, nhưng sự việc không thể tiến triển theo dự tính của hắn được. Thật sự là đáng căm tức. Bàn bạc với thu ức mộng cũng không có ăn thua gì, đành phải đề phòng sớm hơn một chút. Còn việc gì hay không? Hết rồi thì ta đi trước đây. Dương Khai vội đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Thu ước mộng ngờ ngẩn nhìn, đột nhiên khẽ hư một tiếng, rồi biểu môi. Sốt sắn đi tìm cô nương bằng thanh lợi chất kia chứ gì? Câu này nói ra đầy chua chát. Dương Khai mặc kệ nàng, rồi sải bước đi ra ngoài. Chú ý sức khỏe đó nha, đừng có quá lao lực. Thu đại tiểu thơ bất mãn ra mặt, nói một câu quái gỡ quan tâm ta như vậy sao? Dương Khai cười gian, dừng bước, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào thu ước mộng, nghiêng nghiêng đầu. Đừng nói là người thích ta thật rồi. Thu ước mộng đỏ mặt hừ một tiếng. Vậy thì sao chứ? Dương Khai ngạc nhiên, dường như không ngờ nàng lại thẳng thắn thừa nhận đến như vậy. Bỗng dưng chẳng biết nên làm sao cho được. Tuy trước đây hắn cũng nhiều lần buông lời chọc ghẹo thu ước mộng nhưng đó chỉ là trò đùa dừng lại ở lời nói để chèn ép khí thế của thu ức mộng mà thôi. Bây giờ tự nhiên nhận lại câu trả lời này, Dương Khai chợt cảm thấy bất an. Hắn đứng nguyên tại chỗ, không biết nên nói gì. Ngược lại, thu ức mộng thì phất lờ, khẽ ừ hử. Thích ngươi, không có nghĩa là sẽ ở bên ngươi. Trừ phi ngươi có thể ở rễ thu gia. Được vậy ta có thể từ bỏ đi tất cả theo sau ngươi. An tâm là một người vợ, một người vợ ngoan hiền. Người có thể ở rễ thu gia hay không? Dương Khai lắc đầu. Vậy đó, do vậy mà hai chúng ta chỉ có thể dừng ở mức ta thích người thôi. Sau này ta sẽ gả cho một vị công tử trung đô nào. Rồi thu gia sẽ kết đồng minh với gia tộc của hắn. Đôi bên chiêu cố cho nhau, liền thủ lật đổ dương gia của ngươi. Tới lúc đó biết đâu chúng ta sẽ trở thành kẻ thù. Thu ước mộng thản nhiên nói cứ như đang kể chuyện của người khác. Nói không chừng ta sẽ gả cho người như hoác tinh thần. Um, cao nhượng phong, khàn trảm liễu khinh diêu, mạnh thiền y. Tất cả đều có khả năng. Họ không có xứng với người. Dương Khai lắc đầu, chợt cảm thấy có phần nhạt nhẽo. Thu ước mộng cười khanh khách, khoe mắt lấp lánh ánh lệ. Nhưng nàng không có lau đi, mà ngoảnh đầu khẽ khàng nói xứng hay không thì sao ta cũng đâu có xứng với ngươi không phải sao chứ người lợi hại đến như vậy tiền đồ sáng lạng có bản lĩnh lôi cuốn là mạnh mẽ nữ nhân xứng với ngươi gần như là không có ngày trước với nam nhân trong thiên hạ ta toàn nhìn xuống nhưng bây giờ ta chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi thôi dương khai bỗng cảm thấy không thể nói tiếp cùng nàng nếu nói tiếp cô nương kiên cường cơ trí này sẽ khóc thật mất hắn nhếch miệng cười không yêu đương thì chúng ta bồng đùa một chút cũng được mà câu nói này còn không bằng cầm thú dương khai cũng tự thấy khinh bỉ chính mình hiện giờ thì không được đợi đến ngày ta xuất giá đi ta sẽ đi tìm ngươi thu ước mộng lắc đầu nghiêm túc dương khai kinh ngạc nhìn nàng người đùa sao Thu ước mộng nhoẻn miệng cười. Người nghĩ sao chứ? À, ta đi trước đây. Dương Khai toát mồ hôi lạnh, đâm đầu, chạy bừa ra ngoài. Trong hành lang, chợt có tiếng âm vang trong trẻo. Dưới ánh trăng, một thân hình uyển chuyển nằm nghiêng. Trên tay vịn hành lang, ngước nhìn bầu trời sao. Tay nắm ít hạt phỉ, không biết lấy từ đâu ra. Đập lách cách, ngon lành. Mái tóc màu lam nhạt làm Dương Khai nhìn đến mất hồn gương mặt thanh lệ nhưng lại có phần quyến rũ làm cho người ta hồn siêu phách lạc. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm, hé ra ngầm vào, hàm răng trắng đều lúc ẩn lúc hiện. Đôi chân thon dài lộ ra ngoài cả một nửa, làn da trắng như tuyết, nhìn mà loá mắt. Dương Khai chào mày, nhìn chăm chăm vào nữ tử trước mặt. Nè, có muốn ăn hay là không đây? Thủy Linh giơ tay ra hiệu, miệng thì vẫn ngậm, tay vẫn gõ một cách điêu luyện. Không cần. Dương Khai lắc đầu. Sao ngươi lại ở đây chứ? Thì ta ở bên cạnh ngươi. Thủy Linh chỉ vào căn phòng kế bên. Buổi tối nhàm chán, ra đây ngắm sao thôi. Ta hỏi, tại sao ngươi ở trong phủ của ta chứ? Dương Khai lạnh lùng hừ một tiếng. Gì chứ? Phủ của ngươi rộng như vậy. Ta đến ở một chút thì có sao đâu. Thủy Linh biểu môi thì thào, đừng có nói người hẹp hòi đến như vậy nha. Đừng có giở trò với ta. Người ở đây thì không sao, nhưng nếu để ta phát hiện người có ý đồ gì khác thì người chết chắc. Trời ơi, sợ quá đi thôi. Thủy Linh cắn môi làm bộ hốt hoảng nhìn Dương Khai. Hai con người đồng đầy sự sợ hãi. Biết nàng đang làm bộ làm tịch, Dương Khai cũng không nói thêm gì. Trầm ngâm một lát rồi mới hỏi chuyện ban hành nãy ngươi nghe tới đâu rồi thủy linh tiếp tục đập hạt phỉ rồi cười hi hi nữ đoạn đầu thì không có nghe còn đoạn sau thì nghe hết qua bầu bàn với cô ta đi dương khai liếc mắt ra hiệu hạt phỉ trong miệng của thủy linh tự dưng rơi xuống nàng kêu lên thất thanh gì không phải chứ một là qua chỗ của nàng ta hai là cúc ngay bây giờ ngươi Thủy Linh nghiến răng, vội vàng xoay người bước xuống, nhét hạt phỉ vào trong ngực áo, ưỡn ngực nhìn Dương Khai, rồi tức tối nói. Người nhớ cái mặt người đó nha. Nói xong, nàng hậm hực đi vào trong phòng của Thu ước mộng. Một lát sau, trong phòng có tiếng hai thiếu nữ nói chuyện. Lúc này Dương Khai mới hài lòng rời đi. Ba ngày trước, Thủy Linh theo chúng nhân về phủ, Dương Khai biết, nhưng mà phớt lờ. Nữ tử này là lịch thần bí, tùy cũng không phù hợp so với tuổi của nàng ta và cả mái tóc màu xanh lam nhạt đổi bật khác người nhìn thế nào cũng không giống như nữ nhi bình thường nàng nói mình xuất thân từ thủy thần điện dương khai thật sự chưa bao giờ nghe nói đến tông môn này hắn luôn để địa ma cảnh giác chú ý nàng cũng chẳng có ý gì khác ngoài việc muốn tham thính bí mật của nàng hắn có thể cảm nhận được hiện tại thủy linh không hề có ác ý đối với người trong phủ bởi vậy cũng ngầm đồng ý để nàng ở lại đây. Chỉ có điều không ngờ Thu ước mộng lại sắp xếp cho nàng ở cạnh phòng mình, hiển nhiên cũng là để đích thân giám sát. Trăng sáng sao thưa, gió đêm mơ màng, Dương Khai đi đến phòng của tiểu sư tỷ, Tô Nhàn cũng ở đây. Đêm hôm khuya khoắt, bỗng dưng Dương Khai đến thăm, hai nàng đều ngừng ngùng. Tô Nhàn còn đỡ hơn một chút, Hạ ngừng Thường thì đỏ mặt, trong khoảng thời gian thiếu vắng tô nhang nàng thường ngủ chung giường với dương khai tuy chưa từng làm chuyện gì quá giới hạn nhưng lúc này hạ ngừng thường vẫn xấu hổ không có dám nhìn ai nàng cúi thấp đầu không nói một tiếng tô nhang trừng mắt nhìn dương khai rồi khẽ hỏi sao đệ lại đến đây chứ thì ta luôn ở đây mà dương khai thản nhiên đáp Tô Nhan lập tức lộ ra vẻ mặt sáng tỏ, nhếch miệng cười khẽ. Nàng không hề phản đối chuyện giữ Dương Khai và Hạ Ngưng Thường. Thậm chí có thể nói, về quan hệ nam nữ, nàng chưa bao giờ ràng buộc Dương Khai, cũng chưa bao giờ yêu cầu ở với hắn điều gì. Nếu không phải vì trà độc của hợp hoang công, với tính khí băng lãnh của Tô Nhan, nàng cũng không có nhu cầu về phương diện này. Ngược lại, Dương Khai tu luyện công pháp chí cương chí dương lại còn là nam nhân khí huyết dồi dào, nhu cầu chắc chắn mãnh liệt hơn nàng rất là nhiều. Thân phận, địa vị của Dương Khai lại không hề thấp kém. Có thể nói, hắn muốn có bao nhiêu nữ nhân cũng được. Nhất là hiện nay trong phủ, mỹ nhân quần tụ, nữ tử có tình cảm với hắn thì không hề ít. Nhưng theo tôi nhan biết, đến tận bây giờ, Dương Khai cũng chỉ mới qua một nữ nhân là nàng mà thôi. Đối với một nam nhân như vậy, tôi Nhan không có yêu cầu gì hạn chế gì nơi hắn đệ cần đi nghỉ sao tôi nhàn cười nhìn dương khai xong tu chứ lần trước còn chưa có xong tu dương khai đáp tôi nhàn đỏ mặt chợt nhớ ra chuyện này ta ta đi nghỉ đây hạ ngừng thường đột nhiên lên tiếng nhoài người lên giường lấy chăn che mặt không nhúc nhích cứ như chìm vào giấc ngủ trong tức khắc Dương Khai và Tô Nhan liếc nhìn nhau, đều không có nhịn được cười. Nhớ lại khi còn ở động phủ như khốn lòng giảng của Lăng Tiêu Cát, Hạ Ngưng Thường cũng thường xuyên như vậy. Lắc đầu không giải thích gì nhiều, Dương Khai và Tô Nhan ngồi khoanh chân đối diện nhau, vương hai tay chống vào nhau. Hợp hoàn công sớm đã đến giai đoạn thứ hai, không cần phải kết hợp xác thịt mới có thể song tu. Trần Nguyên trong hai cơ thể giao hòa một cách lạ kỳ, truyền từ nội thể dương khai sang tô nhang rồi lại truyền từ nội thể tô nhang sang dương khai sinh sôi nảy nở tuần hoàn không ngừng trận đại chiến mấy ngày trước khiến cho cả chiến thành sôi sục đến tận bây giờ vẫn chưa có lắng xuống hoàn toàn cựu công tử dương gia dương khai đột nhiên phô trương bè cánh và ưu thế vô địch giết chết hướng sở và nam sinh trước phủ của dương chiếu điên loạn hung hăng tấn thăng thần du cảnh một cách công khai năng lượng tà ác tràn ngập cả chiến thành rốt cuộc kéo theo cả tám vị cường nhân phong thần điện phải đến ngăn nào ngờ trước lực lượng quy tụ khó tin của bè cánh và thủ hại dương khai tám người họ cũng bất đắc dĩ phải thỏa hiệp sau đó dương khai đột phá thành công linh thần du cảnh tám người của phong thần điện liền rút lui trước phủ dương chiếu còn lại một cảnh hoang tàn hai ngày sau lão đại dương uy truyền tin ra ngoài cho đến trước khi đặc đích chi chiến kết thúc, y sẽ không có bất kỳ động thái nào. Tin này lan truyền ra khiến cho cả chiến thành phải nhốn nháo. Y tứ của Dương Uy đã nói rõ, y tự thấy mình không thể nào thắng được cuộc chiến này, bèn áp dụng biện pháp ứng đối tiêu cực. Song tất cả mọi người đều hiểu nên không có chỉ trích, khinh bỉ gì y. Trước sức mạnh áp đảo tuyệt đối của Phủ Dương Khai, Dương Uy có phản kháng cũng là vô dụng. Chỉ cần Dương Khai muốn, hắn có thể hạ bệ Dương Uy, đá y khai phòng chiến ngay lập tức. Dương Khai may mắn tránh được kiếp nạn, cũng nhờ có Lăng Thái Hư và những người khác, chứ không phải là Dương Lập Đình nể tình cốt nhục. Không giấu được đâu. Dương Khai lắc đầu. Chương 532 lại đột phá. Tại phủ Dương Uy truyền tin tức ứng đối tiêu cực ra ngoài. Tuy phủ Dương Chiếu chưa để lộ bất kỳ thông tin gì, nhưng những ai sáng suốt đều thấy tình hình của y là gây go nhất chứ không phải là ai khác. Nam Sinh hướng sở bị giết trước phủ của Dương Chiếu. Sau trận chiến này, thế lực trong phủ của y đã thu nhỏ đi rất nhiều. Rất nhiều thế lực ồ ạt rút lui khỏi đoạt đích chi chiến, Rồi khỏi phủ của Dương Chiếu trước sau chưa đầy nửa canh giờ phủ của dương chiếu đã bắn lặng như tờ thế lực còn lưu lại ở phủ dương chiếu không bị được với một nửa của lúc cường thế nếu so về số lượng vỏ giả phủ dương chiếu đột ngột rơi từ nhiều nhất đến ít nhất hơn nữa về cấp bậc cao thủ sức mạnh toàn thể cũng không thể nào so với phủ của dương khai thậm chí còn có lời đồn chính bản thân của dương chiếu đã đánh mất phong độ ngày trước kể từ sau hôm đó cả ngày cứ như một cái xác không hồn, thảm thương không ai dám nhìn. Đám vợ giả còn lưu lại trong phủ cũng rầu rĩ bơ phờ, không có ý chí chiến đấu. Về cơ bản đến hiện nay, đặc đích chi chiến đã phân thắng bại. Đúng như những gì Dương Uy nghĩ, cuộc chiến tranh giành ngôi vị gia chủ tương lai của Dương Gia không cần phải tiếp tục. Chiến thành bao gồm đại đa số người tại Trung Đô đều nghĩ Dương Khai chắc chắn sẽ trở thành gia chủ Dương gia kế nhiệm, thống lĩnh bác đại gia Trung đô, nắm trọng quyền chi phối thiên hạ. Mấy ngày nay có thể nói phủ Dương Khai vô cùng náo nhiệt, khách ra ra và vào như ca giết qua sông, nhiều không có đếm xuể. Những người này đều muốn mời chào quan hệ với Dương Khai trong từng thời điểm cuối cùng này, dù rằng họ không hề giúp sức gì trong cuộc đạt đích trong cuộc chiến đạt đích chi chiến thậm chí có người từng là kẻ địch của Phủ Dương Khai. Nhưng thấy cuộc chiến sắp kết thúc, đương nhiên họ muốn thừa cơ để đáp lên ngọn gió đông cuối cùng này. Không hy vọng là sẽ thỏa thuận hay kết đồng minh thật với Dương Khai, ít nhất cũng phải trường mặt ra cho quen. Có như vậy, đợi sau này Dương Khai trở thành gia chủ của Dương Gia rồi, có việc gì thì cũng dễ bề thương lượng. Mấy người này đều mang theo không ít lễ vật, mong có thể gặp mặt Dương Khai nói với hắn đôi câu. Càng có nhiều người đến để mai mối, mấy thế lực lớn nhỏ này, có gia tộc nào mà không có vài thiên kim mỹ nhân. Dương Khai cũng là nam nhân, nam nhân thì thích mỹ nhân, đó là đạo lý bất di bất diệt. Nếu mà Dương Khai để mắt đến cô nương nhà nào, thì sau này gã đi, họ sẽ là thông gia của Dương Gia. Vinh hạnh như vậy, ai mà không đỏ mắt. Bật cửa trước phủ của Dương Khai sắp bị đạp cho gãy, đối mặt với cuộc thăm hỏi của những người này thu ước mộng là một lần nữa bận tối mắt tối mũi vốn dĩ nàng không muốn tiếp đãi bọn họ với lũ đầu cơ trục lợi trở mặt còn nhanh hơn lật sách này thu ước mộng căm ghét tận xương tủy nhưng sau khi dương khai nghe tin lại bảo nàng khoản đãi thịnh tình thu ước mộng dù không hiểu tại sao cũng đành làm theo tất cả những thế lực mang lễ vật đến thu ước mộng đều đích thân đón vào trong phủ nói dầm ba câu, lễ vật được để lại, còn người thì cuốn xéo đi. Với những kẻ đến làm mối, thu đại tiểu thơ chẳng ngoay ngoài cửa, từ chối gặp không chút khách khí. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Phủ Dương Khai đã tiếp đón trên trăm thế lực, thu được lượng lớn của nải, vật tư với tốc độ không thể tưởng, đến cả thu ước mộng cũng phải kinh ngạc. Dù nàng là đại tiểu thư của thu gia cũng phải hải hùng vì số lượng và đẳng cấp của những vật tư này. Năm ngày sau, phủ Dương Khai dần dần trở nên yên ổn. Đang bận rộn, chúng nhân bỗng cảm giác sâu trong phủ có một trường khí mạnh mẽ khuếch tán ra. Trong trường khí này có xen lẫn sóng năng lượng khủng khiếp, tất cả đều không kìm được biến sắc, tập trung nhìn về nơi khuếch tán trường khí. Chốc sau, không ít người tụ tập lại một chỗ. "Ai à, có chuyện gì?" Hoắc tinh thần kêu ẩm tỏi y vừa lấy được một món bí bảo mới từ chỗ bảo khí tông còn chưa kịp luyện hóa đã gặp chuyện này không khỏi lấy làm kinh ngạc hình như có người đột phá rồi thu ước mộng nhíu mày hơn nữa không phải là một người ta cũng cảm thấy được có hai người đột phá cùng một lúc động khinh hàng khẽ gật đầu trường khí xộc ra ngoài giao hòa quấn quanh không chỉ thuộc về một người nhưng sao ta lại thấy trong đó có khí của khai thiếu chứ? Hoắc tinh thần thắc mắc, Dương Khai vừa mới đột phá lên thần dù cảnh mấy ngày trước. Dù cho tư chất hắn có tốt đến mấy, bản lĩnh lợi hại ra sao, cũng không thể nào là đột phá khi mới qua vài ngày được. Giỏi thì phải trừ phần cho người khác giỏi với chứ. Đi xem là biết ngay. Thu ước mộng không kìm được tò mò, dẫn một đoàn thanh niên hướng về bên đó. Trừ được mấy chốc, đến trước gian phòng của Hạ Ngưng Thường. Chưa giờ tay đã gõ cửa thì cửa phòng đã mở ra rồi. Dương Khai từ trong đi ra, theo sau là tô nhang khí chất băng lãnh. Hai người tuy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự vui mừng và phân chấn ẩn chứa trong đôi mắt. Làm gì vậy? Đồng người như thế. Dương Khai nhíu mày. Ở đây cai đột phá sao? Thu ước mộng thò đầu vào trong phòng, nhưng không thấy gì bèn dùng thần thức còn hơi yếu của mình lướt qua người Dương Khai một vòng, sau đó lập tức thất sắc. Ngươi! Trong số đám thanh niên này, ngoài thu ước mộng ra, có mấy người cũng đã tiến thăng lên thần du cảnh. Nhận ra sự khác thường trong giọng nói của thu ức mộng, bọn họ bèn dùng thần thức, kiểm tra, lập tức đều biến sắc. Dương Khai đã lên đến thần du cảnh tầng 2. Nói cách khác, trường khí đột phá vừa rồi xông ra ngoài đúng là từ hắn mà ra. Từng đôi mắt trợn tròn, ai cũng nhìn Dương Khai vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Chỉ là đột phá một cảnh giới nhỏ mà thôi. Làm gì mà ghê như vậy chứ? Dương Khai hừ một tiếng. Ghê sao? Hoác tinh thần rít lên. Khai thiếu, người có biết lần trước mình đột phá là khi nào hay không? Vấn đề này ai mà không biết chứ? Lần đột phá trước của Dương Khai, bọn họ thủ hộ bên cạnh, còn chạm trán cùng với tám vị thần du chi thượng. Đó là chuyện mới xảy ra 7 ngày trước mà thôi. 7 ngày, 7 ngày ngắn ngủi, lại đột phá thêm một tầng. Tốc độ tu luyện này đã không thể dùng từ gì thường để hình dung, mà phải là quái vật. Nàng ta đột phá cùng ngươi sao? Thu ước mộng sững sờ nhìn tô nhang. Dương Khai gật đầu, lần song tu này giúp cả hai đều tăng vượt bậc. Dương Khai đột phá lên thần du cảnh tầng 2, còn Tô Nhan đột phá đến thần du cảnh tầng thứ tư. Hơn nữa, Tù Vi còn vững chắc hơn hẳn. Thậm chí, luận về kết quả, Tô Nhan còn được nhiều hơn Dương Khai một chút. Dù gì, Dương Khai cũng mới đột phá một cảnh dây lớn chưa được bao lâu. Hoắc tinh thần đột nhiên dở giọng cợt nhã. Ải, à, mấy ngày nay, hai người các người ở trong phòng không có ra, không phải là... Chưa nay hết, ánh mắt lạnh lùng của tô Nhan đã nhìn thẳng vào y khoác đại công tử liền im bặt tuy y cũng rất hứng thú với những cô nương khí chất lạnh lùng cao quý nhưng đối với tô Nhan khoác tinh thần vẫn có chút sò sệt theo bản năng cô nương này vô cùng bất phàm có lẽ đến cả liễu khinh diêu của liễu gia chưa chắc là đối thủ của nàng không hiểu tại sao khoác tinh thần là tin chắc vào suy đoán của mình hủng hồ nàng còn là nữ nhân của dương khai với nữ nhân của Dương Khai, thậm chí cả nữ nhân mà Dương Khai có cảm tình. Hoặc tinh thần đều tự giác tránh xa, không bao giờ dám có chút ý nghĩ bất chính. Có thời gian hỏi này hỏi nọ thì lo tu luyện phần mình đi. Dương Khai giao huấn một câu, tuy lần đột phá này của hắn có hơi bất ngờ, nhưng đó là kết quả do tích tụ lâu ngày mà ra. Chúng nhân hổ thẹn, vội giải tán, đồng loạt quyết tâm, thề phải bế quan phá vỡ rào cản hiện nay của chính mình. Thu ước mộng cũng hơi đỏ mặt. Đúng ra thì nàng muốn tu luyện, nhưng vì bận quá nhiều việc, căn bản không có bao nhiêu thời gian. Tiểu công tử, ta có chuyện muốn nói. Hướng Thiền tiếu vẫn chưa đi, ở lại một mình, nghiêm túc nhìn Dương Khai. Kể từ sau cái ngày đại chiến, hướng thiên tiếu vẫn luôn chờ cơ hội, nhưng Dương Khai cứ bận tối tăm mặt mày, mãi đến bây giờ mới có thể nói chuyện cùng với hắn được liếc nhìn y, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Ta đi tìm Hà Sư muội đây. Tôi Nhan nói rồi quay người rời đi. Chuyện trong phủ Dương Khai tôi Nhan không muốn nhúng tay. Chỉ còn ba người là Dương Khai, Thu Ước Mộng và Hướng Thiên Tiếu. Không khí bỗng nhiên nặng nề hơn. Thu Ước Mộng hình như đã hiểu ra Hướng Thiên Tiếu định nói điều gì. Vội vàng lên tiếng. Hướng nhị công tử, Ta hy vọng người có thể cân nhắc kỹ hơn những lời người sắp nói. Hướng Thiên Tiếu vẫn bình tĩnh, gật đầu một cách khó đoán. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Dương Khai nhìn y. Hướng Thiên Tiếu khẽ hít một hơi rồi nói ngắn gọn. Ta phải rời khỏi đây, rút khỏi đoạt đích chi chiến. Thu ước mộng thở dài dù đã nhắc nhở Hướng Thiên Tiếu rồi, nhưng y vẫn nói ra câu này, nàng không khỏi buồn bã. Người suy nghĩ kỹ rồi chứ. Dương Khai không bất ngờ mấy, hình như đã sớm biết. Đúng, nếu như suy nghĩ kỹ rồi thì cứ đi đi. Dương Khai cũng không có níu kéo. Thủ ước mộng hốt hoảng dầm chân. Dương Khai! Dương Khai quay sang nhìn nàng, điềm nhiên nói. Có nói ra sao, thì ta cũng đã giết đại ca của huynh ấy. Nếu như hướng nhị công tử vẫn tiếp tục phò trợ cho ta, e rằng sẽ bị người đời chỉ trích. Rời khỏi đây là sự lựa chọn tốt nhất. Hướng thiên tiếu khẽ động thần sắc không kìm được lộ ra chút cảm kích. Tuy hướng sở là đại ca của y, nhưng chuyện tranh đấu giữa hai huynh đệ cũng không phải là bí mật gì. Thậm chí, hướng sở còn dùng mọi thủ đoạn để diệt trừ đệ đệ mình. Nhưng nói cho cùng, hai người vẫn là huynh đệ tình thâm. Hướng sở chết trong tay của Dương Khai, hướng thiên tiếu còn tiếp tục ở lại đây thật sự không có hợp lẽ. Dù cho người trong phủ có hiểu cho y, thì ai hiểu được cảnh ngộ của y được. Nhưng thiên hạ có biết bao nhiêu người, chẳng lẽ đều có thể hiểu cho y chứ? Nghe Dương Khai nói như vậy, thu ước mộng liền sững sờ, không biết nên nói điều gì để mà níu kéo. Hiện giờ, người khác đánh vỡ đầu cũng muốn chen chân vào phủ của Dương Khai, nhưng hoàn toàn không có cơ duyên này, cũng không thể nào chen vào được. Vậy mà trong thời điểm thắng lợi cuối của cuộc chiến sắp đến, Hướng Thiền Tiếu lại chọn cách rời đi. Thoạt nhìn, lựa chọn này khá là ngu ngốc. Nhưng Dương Khai biết, Hướng Thiền Tiếu có lòng kiên trì của y. Y không phải là loại người bị chi phối bởi cái lợi. Nếu y là người như vậy, ban đầu đã không về phe Dương Khai trong lúc Dương Khai đang xa xúc nhất. Người hắn đưa đến quả thực không đông, công lực cũng không cao nhưng qua nhiều trận đánh lớn nhỏ, họ đã có nỗ lực hết sức mình. Nửa năm qua, xin đà tạ ngươi. Dương Khai khẽ gật đầu với hướng thiên tiếu. Gương mặt xưa nay luôn đề phòng của hướng thiên tiếu, chợt nở nụ cười. Ta cũng vậy. Thời gian qua, ta cũng đã hiểu được tiểu công tử chiêu cố ra sao. Đàn dược trong đan phòng, bí bảo do bảo khí tông luyện chế vào giả của hướng gia cũng được chia không ít. Nhờ phúc phần này, sức mạnh của họ đã tăng lên đến mấy cấp bậc. Nụ cười dần dần tắt, trở lại bộ mặt lạnh lùng. Giọng nói của hướng thiên tiếu trầm đi. Tiểu công tử, khi gặp lại, chúng ta sẽ là kẻ thù. Đến khi đó ta sẽ không nương tay đâu. Xin cáo từ. Để ta tiễn huynh. Chương 533 chớ để nàng ta nhai ngươi, đến xương cũng không còn. Ngoài phủ, hướng thiên tiếu dẫn đầu đoàn võ giả của gia tộc mình, cáo biệt cùng Dương Khai và thu ước mộng. Ánh tài dương ngã về tây hướng nhị công tử ưỡng lưng thẳng tắp, sải bước dài hướng về phía trước. Y không hổ thẹn, cũng không có cắn rứt. Theo sau lưng Y là chưa tới 10 người. Ngày đó khi e, khi Y về phe của Dương Khai, mang theo bốn trường vật tư đầy ấp, hơn 20 võ giả. Nhưng giờ đây, sau bao trận chiến lớn nhỏ, chỉ còn lại chừng này người. Những người khác đều đã tử trận, đều đã dùng máu thịt của chính mình để xây đắp nên từng chiến thắng huy hoàng cho phủ của Dương Khai. Mãi khi bóng lưng của y và chúng nhân hướng gia biến mất, Dương Khai biết thôi không nhìn theo. Trong số những người đó, hắn chỉ biết tên một mình hướng thiên tiếu. Những người khác, hắn chưa từng nói với họ một câu nào nhưng vẫn không thể nào gạt đi sự tôn kính và cảm tạ trong lòng vì hướng gia là vậy với vỏ giả của các thế lực khác trong phủ cũng như thế dương khai rất cảm kích họ nếu như không có những người này quy tụ tại đây chỉ một mình dương khai hắn dù có mạnh ra sao cũng không thể nào gây sóng gió gì được trong đặc đích chi chiến thủ ước mộng chợt cảm thấy đôi phần buồn bã đây là nhóm vỏ giả đầu tiên rời khỏi phủ dương khai không phải vì tranh giành lợi ích, không phải vì sinh tử thù hận, mà là vì sự ràng buộc của đạo đức và gia tộc. Hướng gia có hướng thiền tiểu lãnh đạo, chắc là sẽ tốt hơn nhiều. Dương Khai hít sâu một hơi, ít nhất thì hắn ta đáng tin hơn loại người như Hướng Sở. Nếu sau này Hướng gia do y thừa kế, Dương Khai sẽ không ngại liên minh cùng với Hướng gia, biến chiến tranh thành hòa bình. Thu ước mộng vén tóc bên tai rồi khẽ cười nói: Nói ra thì coi như người đã làm một việc tốt cho hướng gia. Tiếc là hướng gia sẽ không biết mà cảm kích ta đâu. Dương Khai cười khẩy. Thôi, về thôi. Quay người chưa kịp vào trong phủ. Thần sắc của hắn liền chuyển sang lạnh lùng. Hắn vươn tay ra vồ vào một bên. Cánh tay đó như dài ra giữa vô hình. Một luồng năng lượng vô hình phóng ra xa như sợi dây thần. Một tiếng kêu vang lên. Thu ức mộng sững sờ nhìn về hướng tiếng kêu, nàng bất giác nhíu mày. Cách đó mười mấy trượng, có một người mặc áo đen, đang dạng dụ giữ khoảng không. Cổ của nàng ta như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Mặc cho hai chân của nàng ta cứ đạp loạn, cũng không thoát khỏi vòng trói buộc của Dương Khai. Thu ước mộng ơ lên ngạc nhiên, tiếng là hét vừa rồi của người này khiến cho nàng cảm thấy hơi quen thuộc. Định nhãn nhìn, nhưng không nhìn ra được tướng mạo của nàng ta không khỏi lấy làm hiếu kỳ dương khai hư lạnh một tiếng phất tay đánh ra một luồng năng lượng hất bay cái nón che kín gương mặt của người bị trói đến khi nhìn rõ tướng mạo của nàng ta dương khai không khỏi nheo mắt một tia hàng quang lạnh lẽo thoang lóe lên sâu trong mắt hắn Thủ ước mộng thì lại ung dung thư thái nhìn con người đang giải dụ ngay trước mắt cười khúc khích sao làm mùi mũi chứ còn không mau thả ta ra đi Người nọ cắn môi Mặc kệ lời chế nhạo của thu ước mộng Giận dữ nhìn Dương Khai Mặt nàng ta đỏ bừng Bộ ngực phập phồng dữ dội Tắt lên một vẻ quyến rũ mê hồn Dương Khai cau mày Cũng chẳng muốn làm cho quá đáng Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy Có người không chào hỏi gì Đã vội vàng tiếp cận mình Nên mới đồng thủ bất thình lình Hồi tay buông lỏng đối phương ra Người nọ la lên thất thanh ngã dập mông xuống đất không ra thể thống gì. Nàng ta đứng dậy căm tức nhìn Dương Khai. Trong đôi mắt ẩn chứa sự thù hằn rất là kín kẽ. Trước giờ nàng chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Diệp đại tiểu thơ Thu ước mộng làm bộ yếu điệu, phong thái lỗi lạc đứng cạnh Dương Khai. Nhìn Diệp tần Nhu đầy bẩn cợt, giọng điệu quái đản đến khó tả. Mội không ở yên trong phủ của Dương Chiếu, hầu hạ nhị công tử chạy tới đây mà làm gì? Nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng, Diệp Tân Nhu trong bụng thầm căm giận, nhưng ngoài mặt lại như không có gì, chỉ cười nhẹ nhàng, nũng nịu đáp. Thù tỷ tỷ, nói chuyện gì vậy chứ? muội mụi chỉ là đồng minh của nhị công tử mà thôi, sao phải hầu hạ công tử chứ? Đó là việc của bọn nô tỳ ở trong phủ, đâu cần muội phải nhúng tay. À, vậy sao? Thu ước mộng tỏ ra ngạc nhiên, Sao ta lại nghe nói từ khi mùi liên minh cùng với nhị công tử thì quan hệ càng ngày càng tốt hơn đến mức sắp bàn chuyện cưới gã rồi mà. Diệp Tần Nhu cười nắc nẻ, che miệng đáp. Tỷ tỷ à, chắc là nghe nhầm rồi. Mùi đâu phải là người thích thì tự gã mình đi. Còn tỷ tỷ đó, tuổi cũng không còn trẻ rồi cũng nên cân nhắc tìm một nơi thật tốt để mà về rồi đúng chưa? Nếu như tỷ có lòng muội có thể nói giúp cho tỷ vài câu với nhị công tử dạo gần đây nhị công tử cứ như người mất hồn nếu như nghe được tin này chắc là sẽ phân chấn lại thôi à không cần đâu thu ước mộng khẽ cười quay sang nhìn dương khai nếu như muốn lấy ai thì cạnh ta đây đã có một ứng viên rồi diệp tần nhu kinh ngạc không ngờ thu ước mộng lại bào gan đến mức tỏ tình trực tiếp trước mặt dương khai ngây người, người ra một lúc thì tỏ vẻ khâm phục. Tỷ tỷ à, người quả nhiên là hơn người. Những lời này muội còn không có dám nói ra. Và mặt muội rất là mỏng đó. Ngoài mặt, thu ước mộng ôn tồn. Dịp Tân Nhu thì mỉm cười. Nhưng ánh mắt của hai nàng chạm nhau, đánh thành một tia lửa vô hình. Đứng trước cổng phủ có hai thị vệ không rõ là người của thế lực nào. Nhìn thấy hai người họ một sừng tỷ tỷ, một sừng muội muội nói chuyện thân mật hơn ai hết giọng điệu cũng dịu dàng hết cỡ hòa thuận cứ như tỷ muội thật bèn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao vẫn cứ có cảm giác ảo giác của luồng đau anh kiếm không kìm được toát mồ hôi lạnh đầy người muốn nói gì thì nói đi ta không có thời gian nghe mấy người đấu võ mồm với nhau đâu dương khai mất kiên nhẫn cắt đứt cuộc đấu võ miệng của hai nàng hắn đang vững bận một chuyện nhưng mãi chưa có thời gian xử lý nên rất là sốt ruột. Tiểu công tử đối nhân xử thế lãnh đạm như vậy sao? Diệp Tần Nhu tỏ ra hơi bất mãn. Có điều ta đã đến đây rồi thì nhất định là có việc cần nói. Dương Khai nhìn thẳng vào nàng không chút có biểu cảm dư thừa nào. Diệp Tần Nhu ngẩn ra. Đừng nói là công tử để ta đứng đây nói chuyện chứ. Có gì không tiện hay sao? Đương nhiên là không có tiện rồi. Diệp Tần Nhu bực dọc. Vốn dĩ, nàng đã lén lút đến đây rồi. Nếu như bị kẻ có dụng tâm nhìn thấy nàng tiếp xúc cùng Dương Khai, thì chẳng phải là chuyện tốt cho nàng. Dù gì, nàng cũng là người bên phe Dương Chiếu. Thu ước mộng hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điều này. Bèn nhóm chân lên, gây sát tài Dương Khai nói một câu. Nàng lo chuyện gặp mặt Diệp Tân Nhu lần này mà bị truyền ra, có thể sẽ bị lợi dụng đến lúc đó không những không hay cho Diệp Tân Nhu, mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của Dương Khai. Nghe Thu Ước Mộng nói xong, Dương Khai dù không muốn nhưng cũng đành nói. Vậy thì vào đi. Hắn vừa dứt lời, Diệp Tân Nhu liền xông vào trong phủ cùng một làn gió thơm mát. Lúc đến cạnh Dương Khai, nàng còn cười khúc khích, đắc ý, ném cho hắn một cái nhìn phong tình hết đổi. Thần sắc của Dương Khai trở nên quái dị, hốt nhiên hắn cảm thấy Diệp Tân Nhu này hoàn toàn khác với Diệp Tân Nhu trong tưởng tượng của hắn. Người tưởng rằng, nàng ta là một cô nương trong sáng hay là sao chứ? Thu ước mộng hư lạnh một tiếng. Ta nhận tưởng như vậy. Dương Khai gật đầu, bất kể là vì cái tên Diệp Tân Nhu, diện mạo hay những lần tiếp xúc trước đây, đều khiến Dương Khai nghĩ rằng nàng tuy là kẻ địch nhưng cũng không có tệ. Giờ thì xem ra hắn nhìn nhầm rồi cẩn thận đó chờ có để nàng ta nhai ngươi đến xương cũng không có chừa thu ước mộng chua chát cảnh cáo ta là loại người đó hay sao dương khai lườm nàng thần sắc thản nhiên thu ước mộng phì cười tự cảm thấy mình đã lo lắng thái quá nếu như dương khai thật sự là loại người lưu manh hao sắc Dư hoắc tinh thần có thể nàng còn phải lo hắn sẽ không cưỡng lại được trò mê hoặc của diệp tân nhu song Dương Khai tuy rất đáng ghét, cũng rất háo sắc, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là người có nguyên tắc. Nếu nàng mà mê hoặc Dương Khai, có khi Dương Khai sẽ không cự tuyệt mà sơi tái nàng. Nhưng Diệp Tân Nhu thì không có bản lĩnh đó. Thu ước mộng chợt cảm thấy quá là tự hào. Vào trong phủ, bên ngoài thiên điện, Thu ước mộng dừng bước rồi cười nói. Hai người cứ nói chuyện đi, ta với nàng ta không có hợp nhau. Thấy mặt là cãi vã, thà không gặp còn hơn. Dương Khai khẽ gật đầu, bàn nãy hắn cũng vừa được lĩnh giáo rồi, biết thu ước mộng không nói đùa. Hai người đều là thiên kim tiểu thơ xuất thân bác đại gia, dĩ nhiên sẽ có tư tưởng so sánh mình cùng với đối phương. Chỉ có điều thu ước mộng rõ ràng áp đạo hẳn về danh tiếng. Về mặt này thì Diệp Tân Nhu căn bản không thể so. Trong thiên điện, Diệp Tân Nhu trút bỏ lớp áo ngụy trang, há miệng thở dốc, vẻ mặt khoan khoái có thể nhìn ra, nàng đã trang điểm một cách rất công phu, vốn đã rất đẹp rồi, lúc này lại càng thêm rực rỡ. Hai cánh tay trắng mút để trần, làn da trắng nõn, ngạo nghễ giữa gió sương. Bầu ngực cao vút, không to không nhỏ mà vừa đủ, vòng eo uyển chuyển, cặp mông chắc mẩy, đôi chân thon dài. Ở hai mắt cá chân còn đeo vài món trang sức như lục lạc, tuy không phát ra chút âm thanh nào, nhưng nhìn cũng xinh xắn đáng yêu. Hơn nữa, con người nàng cho người khác ấn tượng đầu tiên là một chú chim nhỏ nét vào con người, ngoan ngoãn nhu mì. Nhưng giờ, Dương Khai nhìn lại nàng có thể nhận ra trong đôi mắt trong veo của nàng là sự mê hoặc. Có việc gì thì nói đi. Dương Khai tỏ ra mất kiên nhẫn. Tiểu công tử à, người quả nhiên là một người lãnh đạm. Diệp Tân Nhu cười nũng nịu. Nói như vậy là ngươi nhầm rồi. Dương Khai cười gian xảo. Còn người ta không hề lãnh đạm. Còn khá là hứng thú đối với mỹ nhân. Chỉ có điều bây giờ ta còn có việc phải làm không muốn phí thời gian. Tiểu công tử là đang khen ta là một mỹ nhân sao? Diệp Tân Nhu nở nụ cười rạng rỡ khẽ cắn răng hỏi. Cụ cải rau xanh mỗi thứ một vẻ, theo ta thấy, người là mỹ nhân. Dương Khai gật đầu. Nhưng cho dù người có là mỹ nhân, cũng không thể làm lãng phí thời gian của ta đâu. Đã như vậy, thì ta nói thẳng luôn. Diệp Tân Nhu cũng không lặng nhằn. Tính cách của Dương Khai nàng ít nhiều cũng biết chút đỉnh. Còn người hắn khá là mạnh mẽ. Những người mạnh mẽ đều không thích bị ai nhắc mũi. Nếu như còn đánh trống lãng với hắn, e rằng sẽ mất nhiều hơn là được dương khai làm bộ rửa tay lắng nghe sau trận chiến bảy ngày trước nhị công tử đã hoàn toàn mất hết đi ý chí chiến đấu tuy ta là đồng minh của nhị công tử lẽ ra lúc này nên giúp hắn ta chấn hưng lòng tin nơi hắn nhưng ta nghĩ kể cả ta cố gắng ra sao cũng là vô phương nói cách khác trong đặc đích chi chiến này nhị công tử cầm chắc thất bại rồi là sao chứ Dương Khai cười bẩn cợt nhếch mép nói. Không lẽ người muốn ruồng bỏ nhị ca để về phe ta hay sao? Chương 534 Người có thể trả được cái giá gì chứ? Trong thiên điện, Diệp Tân Nhu chớp chớp mắt nhìn Dương Khai, ngẩn người ra một hồi rồi mới tự nhiên che miệng phì cười. Vừa cười nàng vừa nói. Tiểu công tử cũng hơi coi thường người khác rồi, sao ta phải phản bội nhị công tử để về với tiểu công tử chứ? Nếu làm như vậy thật, thì Diệp Tân Nhu ta chẳng phải là người rồi. Thế nhân sẽ nhìn Diệp Gia ta như thế nào đây? Đùa thôi, cần gì phải cho là thật. Dương Khai lắc đầu mỉm cười. Hắn cũng biết Diệp Tân Nhu không thể làm như vậy được. Đặc đích chi chiến là cuộc chiến do Dương Gia chủ trì để chọn ra người thừa kế gia chủ tiếp theo. Mọi thế lực lớn nhỏ trong thiên hạ tham chiến, đa phần đều muốn thừa cơ ôm đứt chân của Dương Gia. Nhưng thất đại gia còn lại của Trung Đô thì không có dự định này. Họ vốn đã là gia thế hiển hách, lực lượng hùng mạnh, dù không có bằng Dương Gia cũng không kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa, họ và Dương Gia đều ở Trung Đô, vốn đã có mối liên hệ phức tạp không thể chia cắt, tội gì phải nịnh hót Dương Gia. Các công tử, tiểu thư của bảy đại gia tộc tham gia vào đặc đích chi chiến chủ yếu là để mài dũa, rèn luyện năng lực của bản thân. Bọn họ không quá quan tâm thắng thua trong cuộc chiến. Nếu thắng, đương nhiên sẽ vui. Còn nếu như thua, thì chẳng có tổn thất gì nhiều. Bởi vậy, tuy tình hình hiện tại của Phủ Dương Chiếu không lạc quan, Diệp Tân Nhu cũng không thể nào phản bội hắn để về phe Dương Khai. Làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của Diệp Gia. Vậy thì người muốn làm gì? Dương Khai quắt mắt nhìn Diệp Tân Nhu nếu như ta đoán không sai Chắc là người đã đợi bên ngoài mấy ngày rồi Không lý nào hắn vừa ra khỏi phủ Mà nàng đã đến tìm ngay được Cách giải thích duy nhất Là nữ tử này đang cắm xào chờ nước Kỳ thật Ta không muốn làm gì Diệp Tân Nhu lắc đầu Chỉ có điều Thế cục trước mắt đã rõ ràng Tiểu công tử giành chiến thắng Chỉ là vấn đề về thời gian Thậm chí có thể nói nếu như muốn, ngay lúc này đây, tiểu công tử có thể đánh bại hai đối thủ còn lại. Dương Khai trầm mặt, trong mắt có một tia cảnh giác. Hắn không biết Diệp Tân Nhu có phải đến thăm dò tin tức hay không. Gia chủ Dương Gia tương lai nhất định là tiểu công tử rồi. Đôi mắt của Diệp Tân Nhu lóe sáng, nhường nhìn thấy phong thái thống trị thiên hạ ở Dương Khai. Hơi thở của nàng có đôi phần gấp gáp, gương mặt ánh lên sắc hồng say lòng. Vừa hay Ta khá có hứng thú đối với những người mạnh mẽ Tiểu công tử chính là kiểu người như vậy đó Người thật là vô vị Dương Khai biểu môi vẻ mặt khinh thường Ánh mắt của Diệp Thần Nhu liền lấy lên mũi băng lạnh Xong lại nhanh chóng vực tắt Nàng cười khúc khích Nói thẳng như vậy nha Lần này người ta đến đây chỉ cầu xin một việc thôi Là việc gì? khi nào tiểu công tử trở thành gia chủ của dương gia có thể nào chiêu cố dịp gia ta được hay không thần sắc của dương khai trở nên quái dị hắn liếc xéo nhìn dịp tần nhu dịp gia người chi ít cũng là một trong bác đại gia tộc đâu cần ta phải chiêu cố chứ dịp tần nhu chậm rãi lắc đầu thần sắc chán nản Tiểu công tử không biết đó thôi, bác đại gia đang trên đà xuống dốc rồi, nhiều cao thủ trong tộc tuổi thọ đã gần tận. Còn cháu thế hệ sau thì thực lực hỗn tạp. Đa số là những kẻ nhung lộ ương ngạnh, chẳng làm nên trò trống gì. Trận chiến thương vân tại địa lần trước, lại không thể nào diệt sạch tà địa. Uy tín của bác đại gia cũng chịu tổn hại rất nhiều. Thời kỳ huy hoàng này không biết còn tiếp diễn trong bao lâu. Ta luôn cảm thấy tiểu công tử là người có thể mang đến kỳ tích. Toàn bộ đặc đích chi chiến là chiến trường để tiểu công tử hết lần này tới lần khác tạo nên kỳ tích tương lai dương gia dưới sự lãnh đạo của công tử rất có thể sẽ hùng mạnh hơn hiện nay còn thất đại gia thì ta thấy không có khả năng này đến lúc đó kẻ sụp đổ người hưng thịnh dương gia có khả năng thực sự hùng bá tại trung đô thống lĩnh thiên hạ chứ không như hiện nay chỉ có danh nghĩa mà thôi dương khai nghe khẽ giật mình chợt phát hiện mình đã hơi coi thường con mắt nhìn xa trồng rộng của cô nương này rồi Đúng là không hổ xuất thân từ Bác đại gia. Tạm không có luận nhân phẩm và tính cách, thì nàng vẫn rất có mắt nhìn. Bác đại gia hiện nay tuy coi Dương gia là thủ lĩnh, nhưng thế lực của bảy đại gia tộc còn lại cũng không yếu, gia tộc nào cũng đều muốn thay thế Dương gia, nhưng đắng cay thay, họ không có cơ hội. Song bất luận là gia tộc nào, quả thật cũng đều đang xuống dốc. Vấn đề mà Diệp Tân Nhu nói, Dương Khai thì thoảng cũng đã nghĩ đến nhưng chưa suy ngẫm sâu xa, vì hắn thấy chuyện này chẳng liên quan gì nhiều tới bản thân hắn. Bây giờ nghe nàng phân tích như vậy, bèn cảm thấy rất có lý. Những ngày tháng bác đại gia tộc tác oai tác quái đã qua lâu rồi, đó gọi là phú không quá ba đời, thịnh ác, thịnh quá thì ác suy, sớm muộn rồi cũng sẽ suy tàn hết. Hiện giờ đã có dấu hiệu này rồi. Các công tử tiểu thơ của Trung Đô, ai cũng tự cho mình là bậc cao nhân, mà lại quên đi mọi gian khổ và hiểm nguy khi các bậc tiền bối mở ra thời hoàng kim này. Những kẻ như Thu Tự Nhược sau này đều có khả năng trở thành người thống lĩnh Thu Gia. Vậy thì Thu Gia còn có hy vọng gì? Những người như Cao Nhượng Phong, Khang Trảm, Mạnh Thiền Y, Liễu Khinh Diêu đều có năng lực. Nhưng dưới sự lãnh đạo của họ, liệu có chắc là các gia tộc sẽ không suy yếu? Đây cũng là chuyện không ai đoán trước được. Có lẽ thời gian chúng ta còn sống vẫn chưa nhìn thấy những điều này. Nhưng ta cũng chỉ lo xa thôi. Có chuẩn bị vẫn tốt hơn là chẳng làm gì, không đúng hay sao? Diệp Tân Nhu tự tin nhìn Dương Khai. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Dù gì thì ta thấy tiểu công tử không phải là người tầm thường. Dương gia được công tử dẫn dắt chắc chắn sẽ tốt hơn hiện nay. Ta không tạo quan hệ với công tử ngay bây giờ. Sau này e rằng không còn cơ hội rồi. Diệp Tần Nhu thẳng thắn, thần sắc và ngữ khí đều không chút giả dối. Nhìn ra được rằng nàng thật sự là có thành ý. Ta thừa nhận người nói rất có lý. Trầm ngâm một chốc, Dương Khai mới ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn nhếch mép. Nhưng làm vậy thì ta được lợi lộc gì? Diệp Tân Nhu khẽ nghiến răng, nũng nịu đáp. Tiểu công tử à, người muốn được lợi lộc gì chứ? Lúc nói câu này, hai mắt nàng đầy mơ màng, vẻ xuân tình và mỹ ý toát ra từ trên gương mặt nàng ý đồ đã quá rõ ràng dương khai ung dung nhìn nàng chầm rãi lắc đầu không biết phải xem người có thể trả được cái giá gì thôi diệp tân nhu bật cười khanh khách từ tốn đứng dậy bước từng bước về dương khai khi còn cách dương khai nửa thước nàng dừng xoay người một vòng liền an tọa trên đùi của dương khai hai tay quấn lấy cổ hắn cái miệng nhỏ nhắn gần kề, phả ra hơi thở thơm tho như hương lan. Tiểu công tử muốn ta trả gì cũng đều được. Thật không? Mắt dương khai lóe sáng, biểu cảm tâm đầu ý hợp. Hắn vươn tay ra, về nặng bộ ngực sung mẩy của Diệp Tân Nhu. Một tiếng kêu nũng nịu bật ra, Diệp Tân Nhu nhìn dương khai đầy vẻ oán trách, nàng biểu môi. Tiểu công tử à, nhẹ tay thôi, sắp bị công tử nặng cho hư rồi đôi môi đỏ thắm quá là quyến rũ. Trong đôi mắt tràn ngập nét xuân tình, chợt thoáng qua sự đắc ý. Dương Khai cho dù xuất sắc đến đâu, nói cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi. Dương Chiếu còn thần phục dưới vạt váy của nàng, bị cơ thể nàng chinh phục, thì Dương Khai sao có thể thoát được? Diệp Tần Nhu hừ lạnh trong đầu. Nói xong, nàng lại lướt ra khỏi vòng tay của Dương Khai. Thủ đoạn vờ tha để bắt thật này phải nói rằng Diệp Tân Nhu rất là cao thủ. Nàng biết, muốn khơi dậy lòng ham muốn của nam nhân, không được để cho hắn đạt được quá dễ dàng. Nàng cũng chẳng phải là một cô nương thuần khiết gì, đâu có chuyện không hiểu lòng dạ của nam nhân. Dương Khai cũng không ngăn, chỉ mỉm cười nhìn nàng, vẻ mặt đầy chờ mong, ánh mắt tùy mê đắm, nhưng mà không có chút dấu hiệu động lòng. Vừa mới đứng dậy, y phục của Diệp Tân Nhu bỗng nhiên hóa thành từng mảnh vải rời xóa hết cả ra. Thân hình tỷ lệ có thể nói là hoàn mỹ, Thịnh lình lộ ra giữa không khí. Tình mỹ như tấm lụa mềm, tỏa ra ánh sáng mê người, cầu hồn đoạt phách. Diệp Tần Nhu chợt thốt lên kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Nàng lập tức tỉnh ngộ, vừa rồi Dương Khai sợ người nàng, hình như đã dở trò gì mà nàng không hề hay biết. Trong lòng vừa hoang mang vừa sợ sệt, Diệp Tân Nhu vội vàng đưa một cánh tay lên che trước ngực, tay còn lại thì che thân dưới. Mặt nàng đỏ bừng, nghiến răng nhìn Dương Khai đầy tức giận. Ngươi! Mới thốt ra một chữ thôi, Diệp Tân Nhu lại vội vàng dẹp bỏ cơn tức giận. Đôi mắt lòng lành ngấn nước, nàng dậm chân nói. Tiểu công tử à, sao công tử lại làm như vậy chứ? Chỉnh người tự dân đến tận cửa mà. Dương Khai khẽ hừ một tiếng, ngẩng đầu, nói bằng một giọng điệu ngông cuồng ngào mạn buông tay ra diệp tân nhu lập tức bối rối vẻ mặt do dự chẳng phải người vừa nói trả gì cũng được hay sao dương khai cười nhạt sao chỉ nói chơi thôi ư ừ. đương nhiên là nói thật rồi diệp tân nhu thầm oán hận khẽ cắn môi quả thật nàng không ngại chuyện mây mưa cùng với dương khai thậm chí là còn khát vọng điều này nhưng trước khi chưa có được lợi ích thực tế và lời hứa của Dương Khai, thì nàng cũng không muốn để Dương Khai chiếm ưu thế. Nhưng hiện nay, không muốn cũng không được rồi. Dằn lòng, Diệp Tân Nhu mới nhẹ nhàng nói. Vậy thì tiểu công tử à? Người đừng có chê cười ta. Dương Khai chẳng ừ hử gì, vẫn dùng ánh mắt ngạo nghễ mà nhìn nàng. Diệp Tân Nhu lúc này mới từ từ thả hai tay ra, cúi thấp đầu, trông vô cùng xấu hổ. Ánh mắt Dương Khai đồng đầy sự chiếm lĩnh, không chút dấu giếm, nhìn chăm chăm vào nàng. Đôi gò bồng đảo sung mẩy, cái bụng bằng phẳng không chút thịt thừa. Chỗ kín rậm rạp, làn da trắng mút hiên ngang tuyết lạnh. Toát lên cảnh xuân mê đắm, khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải sôi trào khí huyết. Đẹp đến mức lưu luyến khó rời, thèm thuồng khó cưỡng. Diệp Tần Nhu không mạnh vải che thân, cơ thể lõa lồ, cứ như vậy mà đứng trước mặt Dương Khai, như một tác phẩm nghệ thuật, mặt cho hắn ngắm nhìn, đường cong lả lướt, thân hình rung động lòng người. Không thể không thừa nhận, cô đường này rất là có vốn liếng, nhất là thần thái e thẹn của nàng ta lúc này, càng khiến cho người khác nảy sinh ý muốn đè nàng ta ra mà ngấu nghiến, thưởng thức sự phản kháng, giải dụ vô nghĩa của nàng ta. Dường như phát giác ra ánh mắt của Dương Khai, cơ thể trắng nõn của Diệp Tân Nhu dần dần ửng lên sắc hồng lạ thường, hơi thở cũng dồn dập hơn. Tuy nàng không thuần khiết, nhưng dầu sao cũng là một nữ nhân, cứ đứng mãi như thế này trước một tên nam nhân, ít nhiều gì cũng phải xấu hổ. Đẹp hay là không chứ? Diệp Tần Nhu mặc cho ánh mắt của Dương Khai xuồng xả khắp người mình, nàng ngước đầu hỏi một câu. Dương Khai gật đầu lia lịa, hơi thở nặng nhọc. Chỉ cần công tử cho ta một lời hứa thôi tất cả sẽ là của công tử việc đã đến nước này dịp tân nhu cũng không thể tiếp tục chơi trò lạc mềm buộc chặt đành tung ra mọi những hơn nữa nhìn bộ dạng và trạng thái của dương khai lúc này rõ ràng cũng không cách nào cự tuyệt sự mê hoặc nàng hoàn toàn tự tin về điều này nàng là đại tiểu thơ của dịp gia chỉ riêng thân phận này thôi đã khiến cho biết bao nam nhân muốn thân mật với nàng hướng chi bản thân nàng còn là một mỹ nữ. Chương 535 Trang thứ bảy của Hắc Thư Trong thiên điện, đối mặt với sự mê hoặc lộ liễu của Diệp Tân Nhu, Dương Khai cũng đứng dậy đi thẳng về nàng. Diệp Tân Nhu ngước mắt thẹn thùng nhìn hắn trong lồng ngực tiếng tim đập thình thịnh vang gương mặt nàng thoáng lộ ra mong đợi với dương khai dịp tân nhu quả thật khá là cơ hứng thú được mặn nồng một phen với tên bá chủ thiếu niên này hẳn cũng là một may mắn dương khai càng đến gần hơi thở của dịp tân nhu càng gấp gáp hơn một lát sau dương khai đi lướt qua vai nàng một giọng nói đầy châm chọc trầm thấp truyền vào tai Thật là ngại quá, ta không có ứng thú với mấy cô nương dầm đảng đâu. Vẻ mong đợi trên gương mặt của Diệp Tân Nhu vụt tắt, gương mặt kiều diễm lập tức trở nên u ám, đáng sợ. Người rung bần bật, nàng quay phắt đầu mà quát. Dương Khai, người đứng lại cho ta. Dương Khai mặc kệ nàng, vẫn sải bước đi ra ngoài. Diệp Tân Nhu giận tím người, liền đuổi theo. Nhưng chưa đến gần Dương Khai, liền bị một nguồn sóng khí vô hình hất bay. Đến khi nàng rơi xuống đất, Dương Khai đã biến đâu mất tâm. Dương Khai, người dám đối xử với ta như vậy, ta sẽ khiến người không được chết một cách tử tế. Diệp Tần Nhu gào thét, quá khích hệt như một mù điên. Bên ngoài thiên điện, Thu ước mộng nhìn Dương Khai đang đi ra đầy cổ quái, khuôn mặt nàng hơi đỏ. Người cũng hơi quá đáng rồi đó, làm như vậy với một nữ nhân có gì mà quá đáng chứ Dương Khai khẽ hừ một tiếng Chưa gọi hoắc tinh thần đến Là nhận nghĩ với nàng ta lắm rồi Còn người ta xưa nay Rất nhân từ với nữ nhân À giờ thì nàng ta là của người Thu ước mộng bật cười Bất giác lộ ra mong đợi Tuy với thân phận địa vị của Diệp Tân Nhu Thu ước mộng cũng không thể làm gì được nàng ta Nhưng cho nàng ta nêm chút trái đắng thì được Hai cô nương này vốn chẳng hợp tính gì cho cam giờ dịp tân nhu lại câu dẫn dương khai một cách trắng trợn khiến lửa nộ trong lòng của thu ước mộng phải bùng lên đợi cho dương khai đi rồi thu ước mộng mới nhẹ nhàng vỗ tay lập tức có vài vợ giả trông như thị vệ chạy đến cùng kính hỏi thu tự thơ có gì cần sai bảo thu ước mộng nhếch mép kéo thành một nụ cười ma mảnh rồi cao giọng nói canh chừng bên ngoài thiên điện không có lệnh của ta không ai được phép vào dạ vâng trong thiên điện, Diệp tần Nhu thất sắc, không kìm được kêu. Thu tỷ tỷ, thu tỷ tỷ à, thay cho mùi mùi lần này đi, mùi mùi sai rồi, thu tỷ tỷ. Thu ước mộng lẩm bẩm một mình. À, lớn tuổi rồi, lỗ tai hơi có vấn đề. Các người có nghe thấy tiếng gì hay không? Mấy tên thì vệ canh ngoài thiên điện lắc đầu nghiêm nghị. Vậy là ta nghe nhầm rồi, cứ tưởng là có người đang gọi ta chứ. Thu ước mộng cười khanh khách ngần ngang rời đi mấy tên thị vệ nọ liền rùng mình ớn lạnh họ chợt nhận ra thuộc ước mộng cũng có một mặt đen tối như vậy rồi lại nhìn sang thiên điện bất giác lộ ra về cảm thông bên trong đó hãy còn một dịp tân nhu đang lõa lồ toàn thân trong phòng dương khai đang ngồi khoanh chân tâm trạng dao động không phải vì dịp tân nhu mà là vì chuyện hắn chuẩn bị làm bảy ngày trước khi vừa thăng lên thần du cảnh, Dương Khai vẫn chưa phát giác ra. Đợi đến khi nhận ra thì lại có quá nhiều việc vướng bận, mà chẳng kịp xử lý, đến tận giờ mới rảnh rỗi. Vô tự hắc thư lại có phản ứng. Khẽ động ý niệm, Cuốn vô tự hắc thư chế tạo từ trấn hồn thạch xuất hiện trên tay hắn. Kể từ sau khi có được cuốn vô tự hắc thư này, Dương Khai đặt tiếng như bay trên con đường võ đạo. Trong đó có một phần sự giúp đỡ mang lại từ mỗi lần vô tử hắc thư giải phong ấn. Còn nguyên do lớn hơn thì ở kết quả nỗ lực của chính Dương Khai. Đến nay, Dương Khai vẫn còn nhớ như in. Khi trang đầu của hắc thư được giải phong ấn, thì hắn đã có được ngạo cốt kim thân. Trang thứ hai là ngạo cốt kim thần quyết. Trang thứ ba là lưu hương thần kỳ. Trang thứ tư là chân dương quyết công pháp đã đặt nền móng cho thành tựu chân nguyên của Dương Khai. Trang thứ năm là khi dẫn hăng đến dược vương cốc, lấy được kho báu tuyệt thế dưới vàng dược đàn. Đồng thời, trang thứ sáu giải phong ấn đã mở ra không gian hắc thư. Từ đó cho tới nay, vô tự hắc thư đều không có động tĩnh. Cho tới sau khi tấn thăng lên thần du dư cảnh, Dương Khai mới cảm giác cơm chế của trang thứ bảy có thể xem được rồi. Có thể xem tức là công lực và tu vi hiện nay của hắn đủ sức phá giải cơ chế của hắc thư giải phong ấn khám phá bí mật ẩn chứa trong trang thứ bảy có thể nói khi mỗi một trang vô tử hắc thư được giải phong ấn đều mang đến cho dương khai những lợi ích to lớn nay thời khắc này lại đến dương khai không kích động làm sao mà được chứ hít sâu một hơi xoa dịu tâm trạng khấp khởi sờ vào vô tử hắc thư dương khai mở ra trút chân nguyên vào bên trong nhưng rất nhanh, Dương Khai liền phát hiện ra một điểm bất thường. Trước kia, mỗi lúc rút chân nguyên vào trong vô tử hát thư, nó đều nút trọn khi đến một mức độ nhất định, cơm chế sẽ bị phá. Nhưng mà lần này, nó lại từ chối nhận chân nguyên, tất cả đều bị bắn ngược trở lại. Dương Khai chìm vào trong suy tưởng, cách mình rút vào không đúng hay sao? Hay là chân nguyên không có đủ lớn? hoặc là căn bản không phải theo cách này. Trang thứ bảy, sau khi mình tấn thăng thần du cảnh, khai tịch ra thần thức, mình mới cảm nhận được sự tồn tại của cấm chế. Nói như vậy, thức hải và thần thức mới là mấu chốt của vấn đề. Nghĩ tới đây, Dương Khai lập tức có định luận trong đầu, không tiếp tục phí phạm chân nguyên và hắc thư, mà là ngừng tụ sức mạnh thần thức phóng lên trang thứ bảy. Ngày khoảnh khắc sức mạnh thần thức đánh vào trang sách đen kịt liền lóe sáng đồng thời sức mạnh thần thức cũng được nuốt sạch thấy như vậy dương khai liền chắc chắn suy đoán của mình muốn giải cơm chế của trang thứ bảy buộc phải dùng sức mạnh của thần thức không làm thì thôi đã làm phải làm cho tiếp cùng hắn điên cuồng ngừng tụ thần thức đánh vào hắc thư liên tục mỗi một luồng thần thức đánh vào đều được hắc thư nuốt trọn nhưng dương khai có thể nhận thấy rõ ràng cấm chế của Hắc Thư đang từ từ lỏng ra, đang yếu đi, như núi băng ngàn năm tàn chảy từng dọc một khi nằm dưới mặt trời bốc lửa. Rất chậm nhưng có thể phát giác ra. Thời gian dần trôi, ánh trăng mờ thấp thoáng. Dương Khai cũng không biết đã qua bao lâu. Hắn đã uống đến mấy viên đan dược bổ sung sức mạnh thần thức. Trước sau đã bao lần tiêu hao hết mọi sức mạnh thần thức. Rốt cuộc cũng phá giải được cấm chế của hắc thư. Trên trang thứ bảy, lấp lánh từng tia sáng như hoa văn, ngàn dọc đang xen phức tạp huyền diệu, hình như là một trận pháp. Khi tất cả hoa văn trên trận pháp đã được thắp sáng, ở vị trí trung tâm của trang sách xuất hiện một lốc xoáy nhỏ nhỏ. Lốc xoáy này như có khả năng thôn tính, đang xoay tròn chậm trải. Giữa vòng xoáy có một vật nổi lên từ trang sách. Dương Khai đột nhiên cảm thấy khiếp đảm. Thần hồn trong thức hải như bị một sức mạnh vô hình lôi kéo, muốn lao ra khỏi thức hải. Dương Khai thất sắc, vội vàng đến thở tập trung, ổn định cõi lòng mới chống cự được. Nếu như bị hút mất thần hồn, thì tất sẽ biến thành một tình ngỡ ngẩn không có tri giác. Ngày khắc này, tất cả mọi người trong phủ, thậm chí còn bao gồm cả mộng vô nhai và lăng thái hư, đều nảy sinh ra tâm thần bất an. Cảm giác này chỉ thoáng qua trong nháy mắt, đến cũng nhanh mà đi cũng vội, nhưng lại khơi dậy sự cảnh giác ở hai cường nhân. Họ đồng loạt tập trung tâm tưởng, hướng về phía Dương Khai mà cảm thụ. Ở đó chỉ có một vùng hư vô, cứ như có thứ gì ngăn cách, không cho thần thức của họ thăm dò. Điều này khiến cho cả hai người đều sinh nghi. Không biết tại sao lại có tình trạng này trong phòng dương khai sững sờ nhìn thứ vừa nổi lên từ trang thứ bảy của hắc thư thần sắc cổ quái đó là một vật nhỏ cỡ quả trứng gà hai đầu nhọn ở giữa tròn viền đẹp trên đó có rất nhiều hoa văn hình như nếp nhăn của con người lại tự như những khe rảnh ngang dọc giao thoa trên mai rùa vàng năm nhìn thoáng qua vật này trông như một loại quả dương nhìn sao cũng cảm thấy nó giống một con mắt đang nhắm nghiền. Cõi lòng bất giác, lạnh tê tái, Dương Khai sẵn gai ốc khắp cùng mình. Hắn cũng không biết đau rút cuộc là gì. Trước đây, khi hắc thư bị phá đi phong ấn, đều sẽ truyền ra một mẫu tin cho hắn biết hắn đã lấy được gì. Nhưng lần này thì không. Mức khó của việc phá giải cơm chế lần này cũng vượt ngoài dự kiến của Dương Khai. Mờ hồ hắn cảm thấy nó nhất định là một thứ rất ghê gớm nghĩ nát óc vẫn không biết tác dụng của nó, chỉ có thể cảm giác được giữa nó và thần hồn mình có một mối liên kết thắt ẩn thắt hiện. Tâm niệm khẽ động, vật vừa giống con mắt đang nhắm, vừa giống trái cây nọ, thình lình biến mất. cùng lúc này Dương Khai nhận thấy trong thức hải của mình xuất hiện thêm một vài dấu vết. Đắm chìm trong thần thức, Dương Khai lần mò trong thức hải một phen. Quả nhiên, vật đó đã nhập vào trong thức hải của hắn rồi lặng lẽ trồi nổi trên hoàng đảo hóa từ ôn thần liên ngũ sắc vô cùng hài hòa cứ như là hắn đã luyện hóa được nó rồi trong thức hải trừ nó và ôn thần liên ra còn có một thanh tiểu kiếm chính là bí bảo thần hồn đã giết chết nam sinh để luyện hóa thành kiếm này dương khai đã bỏ ra rất là nhiều công sức nhưng vật vô danh kia là len lỏi vào trong thần thức của hắn mà không phí chút sức lực nào lắc đầu dương khai không hiểu được thâm ý bên trong bên tai có tiếng vang văng vẳng dương khai khẽ động tâm thần thoát ra khỏi thức hải cửa phòng mở ra bên ngoài lăng thái hư mộng vôi nhai nghiêm nghị đi vào sững sờ nhìn dương khai sau khi dùng thần thức khổng lồ quét một vòng quanh người không thu thập được gì hai người nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu không hỏi gì rồi cứ như vậy im lặng đi ra Thiếu chủ à, người không có sao chứ. Ngày sau đó, địa ma cũng thập thà thập thò hỏi một câu. Ta không sao. Dương Khai lắc đầu, biết là họ đang lo cho mình, bất giác cảm thấy ấm lòng. Không sao là tốt rồi. Địa ma thở phào rồi rụt cổ về. Khoan, Dương Khai đột nhiên gọi. Thiếu chủ còn gì muốn sai bảo. Gọi lãnh sang qua đây. Dạ vâng. Giây lát sau, lãnh sang của quỷ vương cốc đã theo sau địa ma bước vào trong phòng. Hiếu Kỳ nhìn Dương Khai, lạnh sang hỏi. Có chuyện gì? Người ngồi đi. Dương Khai không đứng dậy, ra hiệu cho nàng. Lạnh sang ngẩn người, chưa hiểu dụng ý của Dương Khai. Chương 536 Trả lại tự do cho các ngươi. Ta nói rồi, đợi ngày ta tăng lên thần du cảnh thì trả lại tự do cho ngươi. Nhìn vẻ hồ nghi của lãnh sang, Dương Khai cười nhẹ, thần sắc dịu dàng. Bây giờ là lúc thực hiện lời hứa. Hai mắt của lãnh sang lóe sáng trong mắt lập tức ngập tràn vẻ mong đợi. Mấy năm trước, trong khi khổ luyện ở nơi đất khách, nàng và tử mạch của Thiên lang Quốc đều bị Dương Khai. <laughs> xin lỗi các bạn nha. <laughs> Mấy năm trước, trong khi khổ luyện nơi đất khách, nàng và tử mạch của Thiên lang Quốc đều bị Dương Khai gieo vào dấu ấn thần hồn, bị điều khiển. Lúc mới bắt đầu, Lãnh Sang và Tử Mạch tìm trăm phương ngàn kế muốn thoát đi khỏi sự không chế của Dương Khai. Nhưng sau một lần cùng nhau trải qua hoạn nạn, Lãnh Sang mới dần dần thay đổi thái độ và cách nhìn đối với Dương Khai. Sau này trong hung sát tà động, Dương Khai ngăn cơn sóng dữ. Với sức mạnh của mình cứu bảy tám đệ tử của Dương Vương Cốc, Lãnh Sang đã cảm động đến rơi nước mắt. Trong đặc đích chi chiến Đệ tử của Quỷ Vương Cốc hết sức hỗ trợ. Lạnh sang cũng chỉ là muốn có qua có lại mới tòa lòng nhau. Đắc tạ ân tình của Dương Khai ngày trước đã đối đãi đệ tử của Dương Vương Cốc. Cùng với Quỷ Vương Cốc, nàng đã không còn để ý đến dấu vết thần hồn Dương Khai để lại trong người mình. Giải hay không giải thì không sao. Nói cho cùng, Dương Khai cũng không thể làm gì bất lợi cho nàng. Thật sự lợi dụng dấu vết đó ra lệnh cho nàng làm những chuyện mà nàng không thích. Mặc dù không để ý nhưng cứ nghe thấy dương khai nói đến chuyện này lãnh sang lại có chút không vui nam nhân này thật sự rất là tuân thủ lời hứa gật nhẹ đầu với dương khai lãnh sang đến trước mặt hắn khoanh chân ngồi thả lỏng chút đi dương khai khẽ cười nhìn ra nàng có chút căng thẳng ngay sau đó một lực lượng thần thức khổng lồ tinh thuần ngừng tụ thành một cổ trực tiếp tiến vào trong đầu của lãnh sang Bây giờ lãnh sang đã đến chân nguyên cảnh tầng 9, tuy rằng chưa đến thần du cảnh, cũng không mở được thức hải, nhưng là một sinh linh, thần hồn của nàng bẩm sinh đã có. Thần thức đã qua trong đầu của lãnh sang một lượt, Dương Khai lập tức tìm thấy căn nguyên của sức mạnh khí tức giống y hệt mình. Đó chính là do vết thần hồn trong cơ thể của lãnh sang mấy năm nay. Cẩn thận thăm dò, Dương Khai dẫn dắt những dấu vết này, dùng khí tức chân nguyên của mình thu hút nó để nó trở về. Đó không phải là chuyện gì phiền toái, đối với Dương Khai khi đã ở thần du cảnh thì là quá là dễ dàng. Chỉ khoảng thời gian nửa chén trà, Dương Khai đã thu hồi thần thức, rồi mỉm cười nói: "Được rồi." Lãnh Sang từ từ mở mắt nhìn Dương Khai kinh ngạc, tâm trạng vô cùng ý nhị. Trở về với thân thể tự do, đáng ra là việc nên vui mừng, nhưng Lãnh Sang lại cảm thấy như mất đi thứ gì Điều này khiến cha nàng có chút không kịp thích ứng. Đà tạ ngươi. Lãnh sang đứng lên nhẹ nhàng nói lời cảm tạ. Từ nay về sau, nàng và Dương Khai sẽ không còn chút liên hệ nào. Sau khi cuộc đặc đích chi chiến kết thúc, nàng có lẽ sẽ đưa người của Tông Môn trở lại quỷ vương cốc, sẽ không đặt chân đến trùng đô và chiến thành. Là việc nên làm mà thôi. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Lãnh sang im lặng cười, xoay người đi ra ngoài. Ngoài phòng, địa ma cười ha ha Hãy à, lãnh cô nương xin chúc mừng Không ngờ, lãnh sang lại trừng mắt nhìn hắn Khiến cho địa ma lập tức mịt mờ Không biết mình đã làm điều gì đắc tội với nàng Địa ma, người vào đây Tiếng dương khai từ trong phòng vòng ra Địa ma nhanh chóng đi đến không người hỏi Thiểu chủ có gì căng dặn Người ngồi đi Địa ma cả kinh lập tức ý thức được dương khai muốn làm gì không khỏi kích động đến đỏ cả mặt mày. Ở thiếu chủ, cho người ngồi thì người cứ ngồi, phí lời mà làm gì. Địa ma cơ trí lập tức đến ngồi trước mặt Dương Khai, vẻ mặt vừa nghiêm túc, căng thẳng, lại chờ mong. Thả phòng ngự của thức hải ra đi. Dương Khai nói, địa ma vội vàng nghe theo. Ngay sau đó Dương Khai nhanh chóng tiến vào, trong thức hải tìm kiếm sợi tơ thần hồn vốn thuộc về mình lát sau dương khai và địa ma đồng thời mở mắt người trước thần sắc quái dị người sau vẻ mặt tao dung dương khai vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng thì không nhìn địa ma ta hình như đã thấy thứ gì rất là ghê gớm vừa rồi hắn xâm nhập vào thức hải của địa ma đập vào mắt là màu đỏ của máu thức hải của địa ma toàn bộ là do máu tươi hình thành tràn ngập tà ma sắc khí không gì sánh bằng mạnh như thần thức của dương khai bây giờ vào trong cũng có chút cảm giác hoảng sợ bất an. lúc qua lại trong thất hải như biển máu, dương khai ngầm xem xét chút tạp niệm của địa ma, trong đó bao gồm ý định chống đối của hắn đối với mình ngày trước, nhưng mà cả hai suy cho cùng đều là nam nhân, dương khai cũng không tò mò nhiều, nếu không thì quá ác. sau khi tìm được sợi dây thần hồn thuộc về mình, dương khai liền lập tức rút về. địa ma xấu hổ chết mất. À, thiếu chủ xin bớt giận đó là suy nghĩ của lão nô rất lâu về trước rồi lão nô bây giờ trung thành tận tâm đối với thiếu chủ trời đất chứng giám nhật nguyệt đại diện cho lão nô được rồi dương khai đứng lên không cần tỏ lòng trung thành đối với ta nếu ta không muốn buông thai cho ngươi thì sẽ không để cho ngươi tự do thiếu chủ mình dám địa ma cảm động từ nay về sau lão nô sẽ luôn ở bên thiếu chủ như bây giờ quyết không có hài lòng. Dương Khai gật nhẹ đầu, không nói thêm gì. Đệ ma cũng không kỳ muốn lập tức rời đi, xoa xoa bàn tay to, nhìn bộ dáng như có lời muốn nói. Dương Khai nhìn, chầm rãi, chờ hắn buông lời. Thiếu chủ à, lão nô đã nghĩ không đúng về người. Đệ ma cười mỉa một tiếng. Nếu vẫn là suy nghĩ ngày trước của ngươi thì không cần nói ra đâu. Dạ không, Địa ma nghiêm túc lắc đầu Là liên quan đến cách người không chế người khác Đó là cách của ngươi Đừng đúng là cách của lão nô Địa ma liên tục gật đầu Bất luận là bản thân hắn hay lãnh sang tử mạch Đều là lúc trước Địa ma động tay đồng chân Nên Dương Khai mới có thể không chế được ba người Trong quá trình này Dương Khai chỉ phụ trách cung cấp sợi tơ thần hồn Là đã ngồi mát ăn bát vàng Toàn bộ là sức lực bỏ ra Từ chỗ của địa ma Dương Khai ngày đó thực lực còn khá thấp, căn bản không thể dùng sức mạnh thần thức để gieo dấu ấn vào đầu óc của người khác. Cách này của lão nô nói thế nào nhỉ? À, là có lợi cũng có hại đây. Địa ma lén lút liếc nhìn Dương Khai, thấy mặt hắn trầm đi, không kìm được trong lòng, chợt động rồi nói tiếp. Mặt lợi là thuận tiện, thiếu chủ chắc là cũng cảm thấy rồi, có lão nô giúp. Chỉ cần một tì thần hồn của người cũng có thể dễ dàng không chế được người khác. Còn bất lợi thì sao? Dương Hai thấy đây mới là điều trọng yếu. Hắn trước kia chưa từng nghe địa ma nhắc qua. Địa ma lung túng, cúi đầu, lâu sau mới đáp. Bất lợi chính là nhất tổn cầu tổn. Nói rõ một chút đi. Dương Hai nhíu mày. Nếu thần thức của người bị không chế mà bị hủy diệt đi, thì thiếu chủ cũng có thể bị thương. Địa ma cắn răng nói thẳng. Dương Khai giật mình, cũng đã nghĩ ra. Vì sợi tơ thần hồn của ta, còn ở trong não của người khác đúng chứ? Dạ đúng như vậy, nhưng may là bất luận lão nô hay lãnh sang cô nương. Thời gian này đều bình an. Địa ma lau mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọng nói. Nhưng mà dường như còn một nhà đầu tên là Tử Mạch. Dương Khai cười dữ tợn, biết địa ma muốn nói gì rồi. Nếu như thiếu chủ lo, lão nô ngay bây giờ sẽ đi thiên lang quốc, đưa nàng ta về đây. Địa ma vội vàng lên tiếng. Người có bản lĩnh này hay sao? Dương Khai trừng mắt nhìn. Thiên lang quốc tuy không to như Đại Hán, nhưng cũng là một nơi tập trung của người luyện võ. Lâm Sa Điện của Tử Mạch là thế lực siêu cấp của Thiên lang quốc, nơi đó do người trên cảnh thần du cảnh trấn giữ. Địa ma chào dù có mạnh cũng không thể nào đoạt được người từ Lâm Sa Điện trước đây lão không nói cho mình biết điều này e là cũng muốn lợi dụng điều này để phản lại mình dương khai trong lòng rõ ràng cũng không định truy cứu chuyện này bây giờ lão nói với mình đã cho thấy sự thành khẩn và trung thành của lão rồi hơn nữa dương khai mà nói đây cũng không phải là chuyện gì to tát chỉ cần tử mạch không chết thì dương khai cũng sẽ không bị thương sau này có thời gian thì đi thôi dương khai thở dài Địa ma ai nấy chỉ có thể gật đầu Sợi tơ thần thức của mình trong đầu người khác Không chỉ là chuyện này Dương Khai chỉ có thể đợi sau khi kết thúc đạt đích chi chiến Có thời gian sẽ đi tiền tử mạch Nhờ đến nữ nhân to gan này Dương Khai không kìm được thần sắc quái dị Ở nơi đất khách ấy suýt nữa đã nuốt chửng nàng ta Tuổi trẻ bốc đồng Dương Khai lắc đầu liên tục Hai ngày sau Vào lúc sáng sớm phủ dương khai có khách không mời mà tới thì về bên ngoài phủ vội vàng bẩm báo đợi đến khi dương khai tới thiên điện bỗng nhiên phát hiện vị trưởng lão dương trấn của điện trưởng lão dương gia lại đích thân đến đang ngồi tại vị trí chủ tọa cùng đến với hắn còn có vài người dương khai chưa từng gặp qua thực lực của ai nấy đều không tầm thường tối thiểu đều đến thần du cảnh tầng 8 có khoảng bốn năm người những mày dương khai đi về trước hành lễ Bài kiến trưởng lão." Dương Trấn khẽ bút cầm, thần sắc nghiêm chỉnh. "Trưởng lão, mấy vị đây?" Dương Khai nhìn qua mấy người kia, đều là trưởng lão của Dương gia. Dương Trấn đáp, "Thành viên trong điện trưởng lão Dương gia không chỉ là mấy người Dương Khai đã từng gặp qua, những người này công lao đối với Dương gia càng cao, tuổi tác càng lớn, được xếp cho một cái ghế trưởng lão, trấn thủ ở điện trưởng lão, ngoài xử lý vài chuyện linh tinh ra, thì là hưởng thụ quãng đời còn lại. Thực sự quản lý những việc lớn nhỏ của dương gia còn có một nhóm trưởng lão khác. Những người này mới là những nhân vật nắm giữ đại quyền của dương gia, chính như mấy người trước mặt. Dương Khai khẽ gật đầu, lần lượt thi lễ. Những người kia đều một vẻ cao cao tài thượng không có buồn đáp. Dương Khai cũng làm lơ. Bề trên của dương gia toàn là như vậy. Không chỉ dương gia, toàn bộ bác đại gia tộc cũng như thế. Xin hỏi lần này trường lão tới đây là có điều gì cần chỉ dạy? Dương Khai trầm giọng hỏi, trong lòng thấy có một tia bất an. Lần trước do vấn đề tùy tùng, Dương Khai từng bị gia tộc triệu hồi về. Lần này mấy vị trưởng lão đích thân đến, rõ ràng vấn đề còn nghiêm trọng hơn trước. Nếu không, sẽ không như vậy. <laughs> Biết rồi còn hỏi hay sao? Dương Trấn hư lạnh một tiếng, uy nghiêm quát. Người trước mấy vạn người tại chiến thành sát hại người thừa kế của Nam Gia và Hướng Gia. Đúng là vô pháp vô thiên. Người thật coi mình là nhân vật lớn rồi sao? Là vì chuyện này ư? Ừ. Dương Khai ngạc nhiên nhìn Dương Trấn khẽ cười đáp. Các trưởng lão không cần chuyện bé xé ra to chứ. Chuyện bé xé ra to. Một nam nhân bên trái mặc áo màu lam bỗng nhiên quát. Đó là người thừa kế của thế gia nhất đẳng không phải là con chó con mèo để cho người tùy tiền giết đi. Kết thúc tập 92 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.